Cầu Phú Lương nối đường Nguyễn Sinh Cung vào Cầu Hến, thành phố Huế được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1967. Sau thời gian sử dụng, cầu đã được nâng cấp sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn là nỗi lo sợ của người dân mỗi mùa mưa bão. Đây là cái cầu độc đạo kết nối người dân ở ốc đảo Cầu Hến với bên ngoài. Hiện khu vực Cầu Hến có hơn 1.000 hộ dân với 4.000 nhân khẩu. Đây cũng là địa danh nổi tiếng với món bún Hến nên hàng ngày có rất đông thực khách qua lại cây cầu độc đạo này. Chiều rộng của mặt cầu chỉ hơn 3 mét nên khi có phương tiện ô tô lưu thông thì chỉ lưu thông được một chiều dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông. Đặc biệt vào mùa mưa bão lũ lụt khiến mực nước sông Hương dâng cao, người và phương tiện không được qua cầu khiến cho khu vực này bị cô lập. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng Kỹ thuật Công an thành phố Huế, Ủy ban nhân dân phường Vĩ Dạ đã có buổi làm việc liên quan đến việc phân luồng giao thông và kế hoạch sửa chữa cầu này. Theo nội dung cuộc họp thì cây cầu này hiện nay xuất hiện một số hư hỏng, mố trụ cầu nhiều nơi bày ra cả sắt thép bên trong, không đảm bảo tải trọng của cầu là 5,5 tấn như nâng cấp sửa chữa vào năm 2020. Các bên đề xuất phương án phân luồng giao thông mới là cấm các phương tiện có trọng tải trên 1,5 tấn qua cầu, cấm xe khách 9 chỗ. Khi mực nước sông Hương có báo động cấp 2 thì cấm tất cả phương tiện qua cầu, cho phép người đi bộ. Khi mực nước sông Hương có báo động trên cấp 2 thì cấm tất cả người và phương tiện qua cầu, có rào chắn đảm bảo hai đầu cầu. Ủy ban nhân dân phường Vĩ Dạ cho biết đã có kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Huế mời các đơn vị chuyên ngành khảo sát toàn bộ cầu Phú Lưu và có kế hoạch đầu tư xây dựng mới theo nguyện vọng của người dân.